Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũng vừa có công văn yêu cầu Sở Y tế chủ trì phối hợp với các ngành đơn vị liên quan triển khai hiệu quả các giải pháp về bảo đảm thuốc, vật tư, thiết bị y tế phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh cho người dân. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Y tế và các đơn vị cần tăng cường và đa dạng hóa công tác đào tạo, bồi dưỡng, chính sách pháp luật về đấu thầu, lựa chọn nhà thầu, đặc biệt là đấu thầu qua mạng, nâng cao năng lực nghiệp vụ, chuẩn hóa chất lượng cán bộ làm công tác đấu thầu, đảm bảo có đủ trình độ, kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu của gói thầu dự án. Đồng thời khẩn trương rà soát, chấn chỉnh công tác lập hồ sơ mời thầu, đảm bảo tính công khai minh bạch, đúng quy định của Luật đấu thầu năm 2023. Tăng cường công tác thanh tra kiểm tra, giám sát, theo dõi về lựa chọn nhà thầu của ngành, đặc biệt với những gói thầu dự án có ít nhà thầu tham dự thầu và có tỷ lệ tiết kiệm thấp.